Hello, welcome to channel Zombie Game Play. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Full Season Plan vs Zombie nha các bạn. Ok, khỏe chưa gì, đã có những con tinh trùng và hành tinh đây rồi. Ba con tinh trùng đây rồi, đủ các loại màu luôn. Kèm theo đó con Zombie. Xây một con Pistoter ra bắn này. Uầy, kết hợp với cái mặt cười. Uầy, uầy, mặt cười nó đổi màu. Ăn một phát 4 hàng luôn. Còn con vàng, con đỏ, xong luôn. Ok, đến một đợt boss luôn. Uầy, rất nhiều zombie luôn. Xem nó ăn thịt như nào, nó hết được zombie đây. À, xây thêm một bộ boy sinh ra. Cái đó là con dragon. Xây một con ở hàng giữa thì làm gì được đây? À, nó giật xét kìa, ui. Nguyên lực của dragon kìa. Kinh dị thực sự. Bao nhiêu zombie vào cũng chết luôn. Con dragon nó chấp hết. Nó đổi màu rồi. Để xem nó làm gì tiếp theo đây. Bắn tiếp nào. Ui, một giật xét tiếp. Lại một đợt boss ra này. Giật cả mình. Ôi, lần này có phải đông rồi. Vẫn tiêu diệt như thường. Cho thêm hai con boxing ra. Vẫn kết hợp với con mặt cười. Ui, che gì bom cộng với boxing. VS boxing rồi. Nào. Lại đây nào, tiêu diệt sạch luôn. Boy đấm rồi, boy xịt đấm rồi. Ăn thịt luôn đạp. Cúi bắp này. Đấm tiếp này. Một giật xét, chết hết một hàng luôn. Ồ, mấy con tinh trùng kia thì phải để mặt cười mới ăn được. Boxing đấm tiếp rồi. Ôi, một đấm trên hai hàng luôn. Có Rest Boy Sing. Rest Boy Sing. Một đấm đỉnh một đỉnh luôn. Một đấm tiếp mà. Wow. Một knock out này. Được của nó luôn các bạn. Rồi, hết zombie rồi. Đồn zombie, quay, bom kìa. Pistoter này. Ba con Pistoter. Lại xây được kiểu xen kẽ đấy rồi. Cộng với cây Sunflow. Pistoter vs Sunflow. Smile. Dragon, wow. Rất nhiều dùng bài xịn luôn. Rất nhiều bài xịn. Rồng kìa. Wow. Đồng dùng bài rất nhiều luôn. Một bắn trên một con luôn. Không vướng. Nào. Dùng bài vào đây chỉ việc chết thôi. Không có tuổi. Một tập set kìa. Kinh thực sự luôn. Ok.
Wow. Chưa để lúc con rồng bao giờ xét nhỉ. Rồng ba màu luôn. Bắt đầu giả xét rồi. Chuẩn bị rồi. Một con giật hết luôn nữa. Hấp thụ tinh hoa trái đất một giật xét trên đấy. Kinh thực sự luôn. Wow. Còn một hàng. Một giật xét khiến nó thành màu xanh mới được nha các bạn. Dragon Blue Miss. Đã tanh được. Wow. Hai ra xua. Rồi đây, công bách cho đây. Ui, rất nhiều con tinh trùng này. Con tí này. Con này chỉ có những con mặt cười nó mới tiêu diệt được. Uầy, bòi sinh cộng với con mặt cười kìa. Ra con gì bốc lửa đây. Ôi, nó ăn thịt luôn kìa. Wow. Ăn thịt sạch luôn. Rồi. Uầy, nó biến thành một cái lốc xoáy nữa. Nó clear hết luôn. Như một cái mũi khoan. Khoan sạch luôn. Tiếp theo này. Đó, clear sạch. Không để lại một con gì luôn. Còn hai hàng. Hai hàng kia để gây mặt cười nó tiêu diệt đây. Bắt đầu tiêu diệt rồi, còn một con thôi. Ok. Xem lần này nó đến con gì đây. Lần này lần giúp. Ôi, con đam mấy quả bom chết cây của mình rồi. Còn một con rồng thôi. Con rồng này sẽ đi giật xét. Giật xét hết. Rất là đông luôn. Boxing này lắm nè. Một gõ trên ba con kìa. Lại số loài My Channel Zombie Gameplay. Uầy, một giật xét. Nó nhấp nhảy mấy con kia. Vẫn chưa đủ chết. Ô, phải xây thêm ra. Một quả cherry bomb nổ hết. Không còn con nào luôn. Wow. Lại tiếp một quả cherry bomb này. Hai quả này. Chết sạch luôn. Ôi, sẵn vào lâu. Cộng lên mặt cười. Ôi, xinh. Pixotter. Nó ra gần đây rồi. Nhìn kinh dị đấy. Xem nào.
Cảm ơn nào. Uầy, nổ kìa. Một quả bom ở trong Minecraft luôn. Ok, nó đã vẫn tiêu diệt rất nhiều dù bài chết luôn. Đâu dùng bài đây. Một giật xét chết hết một hàng luôn. Uầy, uy lực thực sự luôn. Một quả cherry bomb. Nào. Lại đây nào. Tiêu diệt hết luôn. Được thực sự luôn. Sunflower cậu mặt cười kia. Ra mấy con dấu bom ấy. Ra luôn mấy con dấu bom. Được của nó các bạn. Tiếp nó kìa. Lại cả một phát chết hết luôn. Ok, hết Zuma rồi à? Rồi ok, mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thank you for watching. Like, subscribe my channel Zombie Gameplay. Ok, bye bye.